Thưa quý vị, thưa các bạn, chưa bao giờ khái niệm kinh tế xanh được quan tâm như hiện nay. Chính vì vậy, việc tăng cường thực hiện hiệu quả năng lượng xanh, sạch đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết của nhiều ngành, lĩnh vực. Đây là thách thức, nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trước xu hướng dịch chuyển xanh của thế giới và Việt Nam. Phát triển xanh bền vững đang là hướng đi được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Tại thị trường trong nước, người tiêu dùng cũng đang dần khắt khe hơn trong sự lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh chất lượng, nhiều người còn ưu tiên chọn những sản phẩm của các thương hiệu có những nỗ lực về phát triển xanh. Tôi cũng hay ra những cái siêu thị, chợ để mua, lựa chọn những cái sản phẩm sạch, xanh cho gia đình cùng sử dụng, cho cha mẹ, giống như để an tâm hơn trong quá trình sử dụng. Thì như vậy thì tôi thường hay lựa chọn những cái sản phẩm mà đáp ứng những cái tiêu chí xanh, bền vững với môi trường, phù hợp với những cái tiêu chí mà lựa chọn về cái thực phẩm và đồ uống của tôi. Tăng trưởng xanh đã trở thành xu thế tất yếu, là một hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế nhằm đạt được thịnh vượng toàn diện cho các quốc gia. Với doanh nghiệp này, việc thực hiện tốt các sáng kiến xanh trong hoạt động sản xuất không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững. Từ khi xây dựng tới ngày nay, chúng tôi luôn coi cái việc phát triển bền vững, xanh sạch môi trường là cái nhiệm vụ xuyên suốt cho tới ngày hôm nay. Từ khi chính phủ đưa ra cái lộ trình mà phát triển bền vững, thì Sabico đã đưa ra cái chiến lược và 11 cái mục tiêu ESG, tức là môi trường, xã hội và quản trị, để góp phần cho cái việc chỉ thị của chính phủ về việc sử dụng các năng lượng xanh và sạch. Dù được đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn trên thế giới, nhưng theo các chuyên gia, để thu hút được dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chất lượng cao, Việt Nam cần chú trọng phát triển nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững và ít phát thải khí nhà kính. Đã đến lúc cộng đồng doanh nghiệp cần phải có chiến lược tăng trưởng xanh, tạo ra những giá trị gia tăng trong việc triển khai chiến lược tăng trưởng xanh. Cái khối sản xuất mà tôi quản lý phải thực hiện 5 nhiệm vụ. Đối với cái quản lý nguồn nước, thì chúng tôi có rất nhiều các cái giải pháp để cắt giảm cái lượng nước sử dụng. Về quản lý khí thải nhà kính thì chúng tôi xác định hai cái mục tiêu chúng tôi phải làm, đó là giảm phát thải nhà kính, thứ hai là sử dụng những nguồn năng lượng trong 6 nguồn năng lượng sạch. Về quản lý chất thải, tới thời điểm hiện nay chúng tôi đã giảm được 80% cái lượng bùn thải trong sản xuất. Về vấn đề đa dạng sinh học thì hiện nay là chúng tôi chuyển đổi vật liệu sử dụng từ gỗ qua các cái vật liệu không phải là gỗ để giảm cái sử dụng phá hoại môi trường rừng. Và cái mục tiêu cuối cùng về bao bì và tuần hoàn kinh tế, thì đối với lại cái bao bì chai thì chúng tôi sử dụng những cái giải pháp phủ bóng để đảm bảo được rằng cái số lần chai nó quay vòng về tái sử dụng. Còn đối với bao bì lon thì chúng tôi sử dụng các cái nguồn bao bì lon nhôm, là những cái nguồn bao bì mà nó có cái giá trị thu hồi cao, nó phù hợp cho các cái đơn vị thu hồi, xử lý và tái chế. Trong bối cảnh tăng trưởng xanh là xu thế được đẩy mạnh trong thời gian tới, theo các chuyên gia kinh tế, xu hướng tiêu dùng của các quốc gia có nền kinh tế phát triển trên thế giới hiện nay đã thay đổi. Họ không chỉ quan tâm đến mẫu mã, chất lượng sản phẩm, mà còn quan tâm đến vấn đề phát thải khí nhà kính ở những nước sản xuất. Theo đó, những sản phẩm may mặc, thiết bị điện, thực phẩm sản xuất theo quy trình thân thiện với môi trường sẽ được quan tâm nhiều hơn. Do đó, phát triển nền kinh tế xanh cũng trở thành yếu tố quan trọng để Việt Nam cạnh tranh thu hút đầu tư.